Vâng, xin được kính chào toàn thể các quý vị và các bạn tiếp tục quay trở lại với kênh của Vượng Hạnh TV. Như thường lệ thì lời đầu tiên Vượng Hạnh xin được gửi lời chúc sức khỏe cũng như lời chào trân trọng nhất tới toàn thể quý vị và các bạn trong và ngoài nước. Xin được kính chúc cho tất cả mọi người luôn luôn có thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và được bình an trong cuộc sống. Đến với những cái thông tin mới nhất ngày hôm nay thì Vượng Hạnh TV xin được cập nhật đến toàn thể các quý vị và các bạn một số cái thông tin tiếp theo liên quan tới đàn gà con, anh Mạnh Quỳnh cũng như ekip quản lý nha mọi người. Thưa quý vị thì như các quý vị cũng biết, ngày hôm qua Vượng Hạnh cũng đã cập nhật những cái thông tin đến cho các quý vị biết về những cái lịch trình của đàn gà con trong cái thời gian sắp tới. Thì đương nhiên trong cái thời gian sắp tới này, đàn gà con sẽ tiếp tục có những cái chương trình để mà gửi gắm đến tất cả chúng ta. Và đàn gà con sẽ biểu diễn tất cả những cái live show trong cuối năm nay cũng như sang đầu năm mới, thưa quý vị. Đặc biệt là cái live show ngày 18 tháng 1 năm 2024 diễn ra giữa anh Mạnh Quỳnh cùng với đàn gà con Trường Sang, Trường Huy cũng như là Thiên Ngân và Juno, thưa quý vị. Thì mong tất cả mọi người trong và ngoài nước chúng ta sẽ cùng nhau lên tiếng để ủng hộ cũng như ủng hộ cho các bé thật nhiều để các bé có thêm những cái động lực trong tương lai. Thì những ngày hôm nay mình sẽ cập nhật đến cho các quý vị biết một số cái thông tin tiếp theo mà liên quan tới cái việc bé Tuyết Nhung đã đăng tải những cái MV rất là hay, thật sự một cái bài hát rất là tuyệt vời. Đó là cái bài hát Tơ Tằm, Phạm Tuyết Nhung và Thiên Ngân, sáng tác là Huỳnh Ngọc Đông. Thì bé Tuyết Nhung có đăng tải lên trang cá nhân của mình rằng là mời cả nhà cùng nghe lại ca khúc Tơ Tằm của hai chị em thể hiện nhé. Thì bé Tuyết Nhung đã đăng tải lên kênh YouTube của mình. Thì cũng rất mong được sự ủng hộ của các quý vị. Thì mọi người chúng ta có thể vào kênh YouTube Phạm Tuyết Nhung Singer để chúng ta có thể nghe cái bài hát này giữa Phạm Thiên Ngân và Phạm Tuyết Nhung. Hai bé đã thể hiện thật sự rất là thành công cái ca khúc này, đã đem lại cho người nghe, đem lại cho tất cả những người hâm mộ có được những cái giây phút thật là nghe nhạc thật là vui khi mà được nghe bé Thiên Ngân cùng với bé Tuyết Nhung thể hiện trong ca khúc này. Đây là một trong những ca khúc mà thật sự là rất là thành công, rất là tuyệt vời. Khi bé Thiên Ngân và bé Tuyết Nhung đăng tải lên trang cá nhân để cũng mong muốn là tất cả chúng ta sẽ ủng hộ cho các bé nha mọi người. Ngay sau khi bé Tuyết Nhung đăng tải cái bài hát này thì có rất nhiều quý vị khán giả đã vào để bình luận cũng như chúc mừng cho các bé. Tặng cho Tuyết Nhung, Thiên Ngân hai chữ tuyệt vời, bài hát tràn đầy cảm xúc. Hai chị em hát quá hay, quá đáng yêu, chúc mừng các bé nhé. Hai chị em hát rất hay, chúc mừng hai cháu nhé. Hay tuyệt vời Tuyết Nhung, Thiên Ngân ơi, cố gắng lên nhé. Chúc cho hai chị em luôn luôn thành công trong cuộc sống. Em Tuyết Nhung, Thiên Ngân hát hay tuyệt vời luôn. Đó, chúc mừng cho hai em, hãy cố gắng nhé. Nói chung là rất là nhiều quý vị khán giả đã vào bình luận để ủng hộ cho bé Tuyết Nhung, cho bé Thiên Ngân. Đây là một trong những ca khúc thật sự rất là thành công khi mà các bé đã thể hiện đến ngày hôm nay thì phải nói là rất là tuyệt vời, thưa mọi người. Cái thông tin tiếp theo thì mình cũng xin đăng tải tới quý vị. Đó là Trường Sang đã đăng tải những cái MV cũng như những cái video rất là hay, rất là nghịch. Trường Sang thì em ấy cũng đã đăng tải lên trên trang cá nhân của mình như sau. Đừng khen tôi nữa, tôi khi cố gắng giảm cân, tập gym, nhịn ăn, nhịn uống. Nhưng khi live stream ai cũng khen, sao nay con mập vậy? Con, chán quá. Đó, Trường Sang đã đăng tải những cái video lên, em ấy rất là nghịch, em ấy cũng rất là hài hước, thưa quý vị. Đông em trên là GM, Trường Sa đã đăng tải những cái rất là nghịch ngợm, thưa mọi người, rất là đáng yêu. Trong thời gian sắp tới thì đương nhiên Trường Sang với lại Tuyết Nhung sẽ có được những cái
Live show sẽ chắc chắn là sẽ diễn cùng nhau tại phòng trà Đồng Dao và sẽ cho ra được những sản phẩm tuyệt vời để gửi gắm tới tất cả mọi người. Thì cũng mong mọi người chúng ta sẽ ủng hộ lớn mạnh cho Trường Sang cũng như là cho Tuyết Nhung, để hai em ấy sẽ kết hợp với nhau sẽ cho ra được nhiều những cái sản phẩm tuyệt vời hơn nữa. Thưa quý vị, thì còn cái vấn đề của mới đây phòng trà Đồng Dao cũng đã đăng tải những cái chương trình rất là hay, ví dụ như là chủ nhật ngày 28 tháng 1 2024, đêm nhạc đặc biệt với ca sĩ Khánh Bình, Mùa Xuân Thăm Nhau, Trường Sang, Thúy Hà, Trường Huy, Ánh Bùi và MC Nhật Trường. Thì quý vị nếu có yêu mến Trường Sang, chúng ta có thể đến tại phòng trà Đồng Dao, 164 phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Số điện thoại là 0918488585 để chúng ta xem cái chương trình của Trường Sang nha mọi người. Đây là một trong những thông tin mà rất nhiều người cũng đang rất là chờ đợi những cái gì đó mà của Trường Sang sẽ diễn ra. Thì còn về phía Mạnh Quỳnh thì mới đây anh Mạnh Quỳnh cũng có đăng tải một số cái thông tin lên trang cá nhân của mình, nói về một số những cái bài hát anh đang chuẩn bị rất là lâu rồi, rất là kỹ lưỡng để chuẩn bị cho cái live show ngày 18 tháng 1 tới đây. Thì cũng để muốn cống hiến cho quý vị khán giả, thì anh Mạnh Quỳnh đang cố gắng từng ngày để trải qua được những giai đoạn khó khăn và tiếp tục sẽ sáng tác thật là nhiều bài hát mới, sáng tác thật nhiều những ca khúc hay để gửi gắm tới tất cả các quý vị trong cái năm 2024 này. Đây là một trong những câu chuyện mà khiến cho chúng ta cảm thấy rất là vui mừng để chúng ta đón nhận những cái bài hát cực kỳ mới của Mạnh Quỳnh. Và sau đó anh Mạnh Quỳnh sẽ trở về Việt Nam cùng với các con, cùng với các học trò để có thể là tới cái live show tại phòng trà Đồng Dao để cống hiến cho tất cả mọi người. Thì tất cả mọi người ai cũng đang rất là chờ đợi những giây phút đó được diễn ra để mà được gặp gỡ anh Mạnh Quỳnh cũng như giao lưu của Mạnh Quỳnh và gặp gỡ đàn gà con, để trực tiếp chúng ta thích bài hát nào thì chúng ta có thể yêu cầu Mạnh Quỳnh hoặc yêu cầu đàn gà con hát cho chúng ta nghe, đúng không ạ? Trong cái thời gian này thì cách đây một vài ngày thì cũng có những cái live show của Trường Sang, của Tuyết Nhung, kể cả của Thiên Ngân, thì những cái bài hát đó các bé cũng đã thể hiện thật sự rất là thành công, và đặc biệt là được sự ủng hộ lớn mạnh của các quý vị khán giả, cho nên các bé rất là vui. Thì cũng mong sao các quý vị khán giả sẽ luôn ủng hộ cho các bé để các bé có thêm những cái động lực lớn mạnh trong tương lai để cống hiến cho tất cả chúng ta những bài hát mới, những ca khúc hay, để mọi người không phải thất vọng vì các bé nhiều, đúng không ạ? Và hôm nay thì mình cũng xin được cập nhật tới đây, cảm ơn các quý vị rất nhiều. Chúc cho quý vị luôn có thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và được bình an cho cuộc sống. Mong quý vị hãy ấn đăng ký kênh, like, chia sẻ và cũng đừng quên nhấn chuông để ủng hộ cho Vượng Hạnh nha. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều.